Các video trước thì mình đã giới thiệu sơ qua về kem, giới thiệu dominant và recessive là gì, giới thiệu về các phên truyền, rồi ID hoạt động như nào, mailbox là gì và hoạt động ra làm sao. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục trình bày về các mô hoạt động của kem. Thì kem có 3 mô hoạt động chính là khởi tạo, hoạt động bình thường và chế độ ngủ hay gọi là sleep. Sau khi phần cứng bị reset thì base camp sẽ ở trạng thái sleep để tiết kiệm năng lượng. Software sẽ yêu cầu cái camp tiến vào trạng thái khởi tạo hoặc là ngủ bằng cách đặt các bit như sau vào trong những thanh ghi này. Khi mà một mode đã được cài đặt rồi thì backend sẽ xác nhận bằng cách gửi các bit anomaly, hoặc đặt các bit anomaly ở trong thanh ghi đấy. Nếu như mà các hai bit init anomaly này và sleep anomaly mà không được set thì có nghĩa là đang ở chế độ hoạt động bình thường. Trước khi vào normal mode thì kernel phải đồng bộ hóa trên kernel bus, mà để đồng bộ hóa thì kernel sẽ đợi cho đến khi nào bus kernel không hoạt động, tương đương với việc là nó sẽ phải chờ đến 11 recessive bit liên tiếp được theo dõi trên kernel RX. Bắt đầu về cái chế độ khởi tạo thì việc khởi tạo này có thể được thực hiện khi mà hardware chế độ khởi tạo, tức là software có thể khởi tạo. Bằng cách là đặt bit initial request ở trong cái thanh ghi này và đợi cho đến khi hardware xác nhận lại bằng cái bit anolith và bit anolith để mà rời chế độ khởi tạo, thì software sẽ clear cái bit này. Tức là cái việc rời khỏi cái init mode này là software sẽ phải làm việc đó. Khi ở chế độ khởi tạo thì tất cả các message được gửi tới từ kernel bus sẽ bị ngừng. Và trạng thái output của kernel TX đấy nó sẽ là ở mức cao, là recessive. Chế độ khởi tạo sẽ không thay đổi bất kỳ cái config thanh ghi nào. Mà để khởi tạo kernel controller thì software sẽ phải đặt cái bit bit timing. Này, hai cái bit này. Bây giờ vào cái mode hoạt động bình thường là normal mode. Thì khi mà quá trình khởi động hoàn tất thì phần mềm sẽ yêu cầu phần cứng chuyển sang cái chế độ normal để có thể đồng bộ hóa trên kernel và bắt đầu nhận và truyền. Yêu cầu vào cũng là cái normal mode đấy được đưa ra một cách xóa cái bit initial request như mình vừa nói ở trên, trong cái thanh ghi kernel MCR này. Thì khi mà biết kernel tiến vào trạng thái normal mode và nó sẽ chuẩn bị tham gia vào kernel bus. Giờ biết kernel sẽ chuyển sang cái normal mode và sẵn sàng tham gia vào các hoạt động trên kernel bus khi nó đã đồng bộ hóa với vận chuyển dữ liệu trên cái kernel bus đấy. Tức là nó sẽ đợi 11 bit lặn đấy. 11 bit lặn thì có nghĩa là cái bus này chưa hoạt động. Nó không hoạt động đấy. Việc chuyển sang cái normal mode thì được xác nhận bằng cách xóa cái bit
Initial anh nói đi. Còn cái việc khởi tạo giá trị của bộ lọc nó sẽ được độc lập với cái initial mode, nhưng phải được hoàn thành, nhưng phải được thực hiện trong khi bộ lọc không hoạt động. Mình sẽ cái init bộ lọc đấy trước khi vào cái normal mode. Thế còn sleep mode thì sao? Sleep mode là dùng để giảm mức tiêu thụ điện năng. Thì cái chế độ này sẽ được enter theo cái yêu cầu của phần mềm thôi. Yêu cầu của software bằng cách đặt cái bit sleep. Trong cái chế độ này thì chỉ có clock là nó bị stop rồi. Còn software nó vẫn có thể truy cập vào cái kem mới bóc được. Còn nếu như mà software yêu cầu truy cập vào cái chế độ khởi tạo bằng cách setting cái bit, inner request ấy, thì nó sẽ vào cái mode initial request, initial mode. Đồng thời cũng xóa cái bit sleep đi. Ngoài ra thì viết can có thể được wake up, tức là thoát khỏi chế độ ngủ bằng cách xóa cái bit sleep khi mà phát hiện cái hoạt động của bớt can, tức là từ bớt can từ trạng thái dominant recessive lên xuống dominant nhé. Thì khi mà phát hiện được cái bớt can đang hoạt động thì hardware là sẽ tự động thực hiện đánh thức bằng cách xóa bit sleep. Tức là việc xóa bit sleep này là do hardware. Nếu như mà mình chỉ cần quay cao mà thôi ấy, thì đây, đây là cái sơ đồ đây. Normal mode thì cái bit anomaly này sẽ bị xóa đi. Còn sleep thì bit sleep là bằng 1. Còn init thì cái init acknowledge này bằng 1. AK là viết tắt của acknowledge. Ngoài ra thì nó cũng có chế độ test mode nữa. Test mode thì như mình nói là nó có silent mode này, loopback mode, mà loopback combine with silent mode thì mình sẽ không đi sâu vào hai này, ba cái này. Tại vì chưa cần thiết. Thêm cả nhiều mức mốt nữa. Nhưng mà mình thì đang quan tâm tới ba mốt kia thôi, là sleep mốt, init mốt và normal mốt. Các hoạt động này mình sẽ nói sau ở trong phần code. Bây giờ mình sẽ tiếp tục chuyển sang bộ lọc. Đây là toàn bộ con MCU của mình.
Thì con SEO đấy thì đầu ra của nó thì là ký hiệu số thôi. Thì trên con MCU này thì nó sẽ có là bộ vi xử lý. Đây sẽ là output của mình. Output của mình sẽ là Ken RX và Ken TX. Việc truyền thì nó sẽ rất đơn giản thôi. Mà việc nhận thì nó sẽ sử dụng tới bộ lọc. Cho nên là lọc này thì mình sẽ bắt đầu từ việc nhận. Thế mà mình vẫn sẽ nói sơ qua về việc truyền trước. Việc truyền thì Mailbox này nó sẽ làm như nào? Nó sẽ có những cái gì trong đây? Đây là một TX Mailbox. TX Mailbox thì nó cũng có 3 Mailbox. À, tiếp mới bóc nhưng mà đây mình vẽ cho một cái hình khác. Thì nó cũng sẽ có một bộ chuyển từ từ song song sang nối tiếp. Thì nếu mà bạn nào học UART thì bạn chắc sẽ biết là sẽ có một bộ chuyển từ song song sang nối nối tiếp. Thì khi nào mà mình nói về UART thì mình sẽ nói rõ về cái này sau. Hiện tại thì nói cái này ở trong đây thì sẽ là loài mất. Đây mình sẽ sử dụng chân PD1 là cái chân TX và PD0 là cái chân RX.
Ở đây là mình có một bộ chuyển từ song song sang nối tiếp, thì ở đây ngược lại mình có bộ chuyển từ nối tiếp sang song song, thì tại sao lại cần bộ chuyển từ song song sang nối tiếp và chuyển từ nối tiếp sang song song? Thì trong con ECU ấy thì nó sẽ giao tiếp với nhau bằng các bus song song, và ở ngoài thiết bị ngoại vi ấy, thì nó sẽ giao tiếp với nhau bằng các bus gọi là nối tiếp. Thành ra mình phải có một bộ chuyển từ song song sang nối tiếp. Còn để rõ hơn thì mình sẽ nói ở một cái video khác, nếu như có dịp làm. Nhưng chính ở đây phần nhận, bộ phận nhận thôi. Việc này sẽ diễn ra khi mà mình nhận một dữ liệu, nhận một cái key message được truyền qua chân dưới. Tám banh, 28 banh và có hai thanh ghi này thì dùng để lọc thôi. Này sẽ được gọi là bộ lọc. Cái bất cứ khi nào mà một cái key message xuất hiện lên qua chân dưới ấy, thì nó sẽ phải vượt qua một bộ lọc, đây gọi là bộ lọc chất thuận, hay còn gọi là accept filtering. Thì cái filter bank sẽ lọc ra những thứ có được khi mà việc nhận kết thúc, để nhận được một cái frame hay một message. Sau đó message sẽ chiếm FIFO, sau đó thì ngắt sẽ được kích hoạt cho cái ứng dụng khi mà những message không đáp ứng được những quy tắc lọc mà do mình đặt ra ấy, thì cái việc
loại bỏ Messi là đương nhiên rồi. Tất nhiên là nó sẽ không chiến được FIFA, mà không chiến FIFA thì sẽ không có ngắt xảy ra. Vậy nên tại sao lại có những cái thằng ngắt à, bộ lọc như này? Thì khi mà Ken ấy, nó là một cái giao giao thức gọi là khi mà một nốt mà gửi đi thì toàn bộ các nốt lại đều phải nghe hết. Mà nghe hết như thế thì nghe liên tục như thế thì nó sẽ bị quá tải. Cho nên là nó phải có một cái bộ lọc chỉ lọc ra những cái mà nó cần biết thôi. Nó sẽ giảm đi cái việc ngắt. Tức là Messi chiếm five vô thì nó sẽ ngắt đúng không? Nhưng mà lọc cái Messi này đi, Messi sẽ không chiếm five vô và không xảy ra ngắt liên tục. Chỉ những thằng nào Messi nào cần ấy nó mới chiếm five vô và nó sẽ xảy ra ngắt. Ngắt sau đó mình làm gì tùy mình nhé. Mình sẽ xử lý cái dữ liệu nhận tới như này là do mình. Đây, có hai file folder được sử dụng bởi controller để lưu các tin nhắn, để lưu các message đến, và mỗi kênh kênh 1 và kênh 2 cả hai đều có hai recessive file folder, file folder 1 và file folder 2. Tất nhiên là nó cũng sẽ có đấy mới bác rồi. Thế nên là ba message kênh có thể được lưu vào mỗi file folder. Mỗi file file folder ấy được quản lý hoàn toàn bằng hardware. Tức là tổng quan lại thì Rich Filtering là gì? Là khi mà controller ấy đọc hết bất kỳ frame nào mà nó thấy ở trên bus thì nó sẽ lưu tất cả các message đấy, message mà nó đọc được ấy vào trong một cái file vô. Thế còn Access Filtering là gì? Tất nhiên là có hai tám banh mình phải tìm bằng được ấy. Access tần Acceptance Filtering. Đã được. Mình thấy ở đây là nó có 28 cái filter bank để lọc. Nó được share giữa kênh 1 và kênh 2. Mỗi bank có 32 bit dùng để lọc cái incoming message đấy. Có hai thanh ghi 32 bit, đúng hơn. Một cái thanh ghi một là filter bank không, và thanh ghi thứ hai là filter bank một. Cũng không đúng. Trong này nó ghi nào nhỉ? Đây à, nó là đây chính là thằng này đây. Reception handler. Vẽ ra cho đơn giản, tức là có 28 banh, 28 filter banh. Thì mỗi một filter banh sẽ có hai thanh ghi 32 bit. Giả sử đây filter banh 0 và filter banh 27, 28 à 26, 27. Đến tận filter bank 2627 thì nó cũng y như thế nhé. Mỗi thằng đều có hai thanh ghi 32 bit. Thì chức năng của chúng là gì? Đây mới là phần quan trọng.
R1 thì sẽ là register 1 và R2 sẽ là register 2. Filter bank register 1 và filter bank register 2. Thì hai banh này mình sẽ đặt quy tắc lọc như nào. Hai cái thanh đi này dùng để đặt quy tắc lọc. Ví dụ mình có những quy tắc lọc như sau. Ví dụ mình có thể chỉ chấp nhận một cái frame nếu 3 bit đầu tiên, 3 bit cao đầu tiên ấy, của standard identifier là 1. Hoặc là mình chỉ chấp nhận một cái frame nếu standard thì mình ghi là std nhé, ghi là std id luôn là 0 và 3 2 lsb của nó là 1, mà 2 bit thấp nhất của nó ấy, là 0 chứ, cho là 1 đi. Hoặc là mình, đây là quy tắc mình tự đặt ra nhé. Đây là cái lỗi mà mình mất thời gian để khắc phục. Dù mình đi chép code người ta nhưng mà mình lại không để ý đến cái này. Thì thành ra là mất nhiều thời gian để tìm ra cái lỗi mà mình không truyền được. Cuối cùng là mình sửa cái công bằng cách mình chỉnh sửa cái đoạn này. Nếu mà chỉ chấp nhận request frame thôi nó sẽ kiểm tra cái ctr đấy. À đâu, chấp nhận extended frame, extended id frame nó sẽ kiểm tra cái bit id, còn cái kiểm tra request frame đấy nó sẽ kiểm tra là data frame hay là request frame, kiểm tra bit ctr. Hoặc đơn giản nhất là chấp nhận tất cả các frame, thì cái việc chấp nhận tất cả các frame này này tất nhiên là sẽ xảy ra ngắt liên tục rồi. Ngắt liên tục thế thì đang xử lý một thằng khác lại đòi xử lý nó, thế thì đương nhiên là mất thời gian, có thể dữ liệu bị sai rồi. Cho nên mình sẽ đặt ra các quy tắc lọc để hạn chế cái việc xảy ra ngắt liên tục đấy, thì đây đó là mục đích của việc lọc. Ở đây mình sẽ ví dụ một chút, ví dụ nhiều chút đấy, một chút rồi. Ví dụ về cái quy tắc đầu tiên đi, là chỉ chấp nhận nếu 3 bit đầu tiên của standard identifier là 1, thì mình sẽ vẽ ra mới có thể hình dung ra được.
Thì cái filter banh này, nó filter này nó sẽ có hai mode là max mode và một mode nữa là filter mode. À, lead nó có ID mode. Có hai mode. Mình sẽ bắt đầu với Mark mode trước. Ở đây là hai thanh ghi 32 bit cho nên là đánh số từ 0 cho đến 31. Gà về Excel, cái việc đánh số này nó hơi mất thời gian một chút. À. Mình định dùng các chỗ hát để relax cho nhanh nhưng mà không được. Khi mình đánh số như này nhận ra là sao làm Excel luôn đúng không?
Mình thu nhỏ này nó hơi khó lắm, mình xem hoàn thiện thật. Này ok, anh số thứ tự từ từ 0 cho đến 31. Thì cái thằng này sẽ là ở chế độ mark mode ấy, thì cái thanh ghi này sẽ trở thành là identifier register và thanh nghe sẽ trở thành mark register. Còn ở dưới này toàn bộ cái chỗ này sẽ gọi là STDID từ thanh ghi từ cái bit thứ 3 đến bit thứ 10.
ba cái bit này sẽ gọi là từ 2 đến 0. Sẽ gọi standard ID. Từ bit thứ 5 đến bit thứ 12. Đương nhiên đây sẽ từ 0 đến 4 rồi. Giờ mình đang xét cái filter bank không. Thì filter bank không là sẽ đi kèm với hai filter register của riêng nó. Từ filter bank không đến filter bank 28 y hệt nhé. Nhưng mà đây mình dùng cái filter bank không thì đã. Mình chỉ dùng một cái filter bank thôi ạ. Thì khi mà một thông báo, một message ý, tới đội Kendrick và nó sẽ nhận được một cái ID như sau. Thì ở đây họ gọi là lọc, nhưng mà đây là lọc ID. Đây. ID identifier filtering. Ok. Thì mình giả sử như mình nhận được một cái ID như sau, là mình chuyển sang tất cả chuyển sang cái mã nhị phân hết nhá. Thì cái bit ID này sẽ có 11 bit, sẽ là 110 rồi. 1001 0001. Thì bit này mà nếu mà chuyển sang mã XA ấy, thì nó sẽ là 0x691. Từ ID của nó ấy, sẽ là 0x là 691 thôi. Giả sử như cái can controller này nó nhận cái ID thông qua filter bank không, thì mình có thể sử dụng chế độ mask mode để mình đặt cái quy tắc cho riêng mình. Ở đây R1 là một thanh identifier register, nghĩa là thanh ghi định danh, và R2 nghĩa là mask register. Thì với quy tắc đầu tiên ấy, là mình sẽ chỉ chấp nhận frame nếu 3 bit đầu tiên của nó là 1. Thì đấy, mình nhìn vào đây có xem có được chấp nhận không? Đương nhiên là không rồi. 3 bit đầu tiên của nó là 1, 3 bit đầu tiên nó là 0, 1, 1, 0 rồi. Thì cái mask register này được sử dụng để loại bỏ các cái bit tương ứng trong thanh ID là identifier register ấy. Nếu như một bit nào trong thanh ghi mark thì bit tương ứng ở thanh ghi ID sẽ được kiểm tra đối với cái message đã nhận được. Tức là mình sẽ set ở đây xem là ghi bao nhiêu thì ở đây tương bấy nhiêu ấy. Ở đây nếu mà nó không đúng với cái mong muốn của mình ấy, thì đương nhiên nó sẽ bị loại. Ra thì cái mark register này là mình xét cái bit nào lên 1 thì bit đấy sẽ được kiểm thì bit tương ứng bên này sẽ được kiểm tra. Còn nếu mà để không thì nó sẽ không được kiểm tra. Còn cái mong muốn mình nhận được ấy, mình sẽ cái ID mà mình mong muốn nhận được thì mình sẽ để một cái mục khác. Đây. Ví dụ ở đây là mình cài đặt cái filter như này. À, mình đang để ở chế độ đây, mình dùng filter bank không này. Hiện tại thì mình chưa để, mình đang dùng cái mode khác,
mình tí nữa mình sẽ nói về mốt này sau. Cái hiện tại là mình đang sử dụng cái đang nói về cái Mac mốt này trước. Hiện nay nói là nếu mà bit bit nào được set ở Mac mốt này thì bit tương ứng ở bên cái thanh kia này sẽ được kiểm tra. Tức là mình sẽ đẩy cái thằng này vào đây, rồi mình sẽ kiểm tra xem bit tương ứng với cái bit đã ghi ở thằng ghi mắc mốt này nó sẽ được so sánh với cái giá trị mà mình nhập vào, giá trị ID mà mình mong muốn mình nhận được. Nếu như không tương ứng thì nó sẽ loại bỏ cái message đấy, và nếu tương ứng thì nó sẽ đọc tiếp. Thì đây là ba bit count của MFB đúng không? Thì mình sẽ đặt đặt ở đây là một 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 và một. Thì tương ứng mình mong muốn nhận được ở đây là 111. Nó sẽ phải giống y hệt với cái ID mà mình mong muốn mình để kia. Mà mình thấy ở đây là 110 này, đây mình mong muốn là 111 chẳng hạn. Thì nó sẽ không không match được. Nó sẽ không matching được. Thì tương với việc là cái frame này nó sẽ bị hủy, nó sẽ bị có như vứt đi ấy. Còn phần còn lại nó sẽ đạt bằng không hết. Không biết thì nó sẽ không kiểm tra cái bit tương ứng ở bên bên này nữa, nó sẽ không ánh xạ sang nữa. Okay. Vậy là mình sẽ đặt cái ba bit này ở đây, và mình sẽ set cái thanh y bên này sẽ là 11 chẳng hạn. Có thể mình không cần ghi mã hexa đâu, mình ghi mã chi phân cũng được, nhưng mình phải để chữ B đằng sau nữa. Thì từng tùy từng compiler mình để thì tốt nhất là nên để mã hexa. Mình sẽ chuyển từ 110 này sang mã 111 này sang mã hexa. 8 bit còn lại sẽ là không hết này, 1 2 3. Này 8. Thằng 8. Thường số 0. Ok. Nếu như mà nó so sánh không khớp thì cái frame truyền tới nó sẽ bị cái bộ lọc này nó loại bỏ, và message không thể chuyển tiếp tới FIFO. Còn nếu mà cái bit này mà nó bằng bit từ bên này mà nó bằng 1 chẳng hạn. Đây không phải là 110 nữa mà nó là 111 thì nó sẽ chiếm FIFO. Bây giờ sẽ đến ví dụ tiếp theo là nếu STD ID này bằng 0, 3 bit đầu tiên của STD ID bằng 0 và 2 bit thấp nhất của 2 bit thấp nhất là bằng 1. Thì đây, mình sẽ copy toàn bộ cái này. Đây, mình cũng sẽ set hai bit cuối, hai cái này một trong không, cái trong không, thì hai bit này được set lên một.
hai bên này sẽ được một thì hai bên này sẽ được kiểm tra thôi. Bây giờ mình sẽ thêm một cái trường hợp nữa, thêm một cái ví dụ nữa, là ví dụ mà mình đã làm sai đấy, mình sửa mãi mới được và chỉ chấp nhận nếu standard ID chính xác là 0x65D và 0x651. Cái việc này mình có thể dùng MacMost cũng được, nhưng ở đây mình dùng ID mode cũng được. Thì mình nãy mình nói về MacMost nhiều rồi, giờ mình sẽ nói về ID mode. Thì ví dụ mà mình muốn kiểm tra cho chính xác là 0x65D chẳng hạn, thì nó là 110, nó sẽ là 0101. Và 1101. Thì cái thằng này nó sẽ là identifier register 1 và thằng này sẽ là identifier register 2 chứ không phải là mask register nữa. Cái này mình sẽ cấu hình cái giá trị ID mong đợi. Đó, cấu hình cái giá trị ID mong đợi là cấu hình cái giá trị này. Tức là mình sẽ chấp nhận cái frame này nếu ID chính xác bằng ID mình đặt trong cái thằng này. Nếu như khớp thì ok, mà đương nhiên là không khớp thì loại thôi. À không, nếu mà không khớp, tức là mình đang kiểm tra nó với 650, 65D và 651. Nếu như mà nó so sánh trước với 65D mà nó thấy không khớp thì nó sẽ kiểm tra tiếp với 651. Thì nó sẽ là 0001 nhé. Đây, khi mà một frame tới thì giá trị ID được check với ID frame 1 trước. Và nếu khớp thì ok, còn nếu không khớp nó sẽ check tiếp với ID trước 2, nếu không thì nó sẽ loại bỏ. Trong chế độ ID mode thì sẽ không có thằng nào được gọi là mask register nhé, R2 sẽ được gọi một cái identifier register riêng. Tiếp tục mình sẽ đi tới là chấp nhận nếu như đó là một request frame. Thì như mình vừa nói, nếu mà RTR bằng 0 thì nó là data frame và RTR 1 thì nó là remote frame. Ở đây thì mình có thể sử dụng cái mask mode được. Thì lý do qua tại sao mình lại gộp chung ID với cả cái bit RTR thì giờ mình sẽ vẽ một cái hình để có thể giải thích được. Trước tiên thì cái bit đầu tiên của cái frame đấy là start of frame, mà khi mà các nốt khác mà thấy 14 bit lặn mà tự nhiên lại thấy một cái bit dominant chẳng hạn, thì nó hiểu là có một tin nhắn được gửi tới và tất cả các nốt đều sẽ đọc nó. Nó sẽ lọc xem có phải là cũng dành cho mình hay không. Đây là start of frame nhé. Đây là bit start of frame, hay gọi là bit SOF. Thì 11 bit này sẽ là cái bit trọng tải.
bit cuối cùng gọi là bit RTR. Để mình kiểm tra đấy. Thì đương nhiên mình cũng có thể đẩy vào đây là có. Đây là từ 10 đến 12 là 11 bit. Thiếu mất 12 đến 5 không chiếm nhiều như thế. Bit này sẽ gọi bit IDE nhé, và nó sẽ check xem là standard frame hay là extended frame. Đây, mình sẽ đổi sang cái màu màu này. Đây, thế. Đây nó chính là cái bit RTR mình vừa nói. Bit cuối cùng này là bit O. Bit này mình chưa dùng tới bao giờ. Rồi. Cái này mình sẽ sửa một chút. Cái sửa chay đấy. Cái bit này sẽ là bit RTR. Bit này là IDE, bit này sẽ là RTR. Bit này sẽ là bit O. Thì cái bit RTR này có nhiệm vụ là nó sẽ check xem là mình sẽ để chế độ bác mode nhé, và nó sẽ check xem cái tương ứng bên nó, tương bên này sẽ là RTR hay là sẽ là data frame, request frame hoặc data frame. Mình sẽ đặt một ở đây. Còn mấy này kệ nó nhé. Cho bằng không hết. Mình sẽ không set mà mình chỉ đặt một cái bit ở đây thôi. Nó sẽ kiểm tra bit tương ứng. Mình đưa này vào đây này.
sẽ đẩy vào 11 thằng này ở đây trước, xong rồi nó sẽ đẩy bit RTL vào đây, đẩy bit IDE vào đây. Đó. Chỉ có thế thôi. Thì bên này cũng tương tự, IDE sẽ vào đây. Sẽ đặt một cái bit một ở đây. Mình sẽ set cái bit này là một. Cũng là mask luôn. Rồi. Còn nếu như mình chấp nhận tất cả các frame ấy thì mình cho tất cả hai cái game bằng không ấy. Thì là không có bit nào so sánh bit nào cả. Nhưng để mask mode thì tất cả các frame được chuyển tới FIFO mà không cần phải lọc. Nhìn đây. Rồi bắt đầu từ code thì mình để ở chế độ filter. Còn nếu như mình ở đây, nếu mà mình để filter mà mình để đây là 00 hết ấy, thì nó phải tìm cái ID đó, mà đương nhiên là 00 hết rồi, nó sẽ kiểm tra ID 2 ID low là đây là mình đặt 00 nhé, giả sử đặt đây là đặt 00 đúng không, thì nó sẽ tìm một cái ID nào đó, nếu truyền chính xác là 00000000 ở đây, ID đó bằng 00 hết thì nó mới có thể lọc được, nó mới chấp nhận. Còn nếu mình để mark mode ấy thì cái bank thứ hai này nó không cần phải check cái bit tướng nào cả, ở bên nó sẽ không ánh xạ sang cái register một nữa. Lọc là chỉ có như thế thôi. Thì hôm trước mình chỉ truyền được request frame, có nghĩa là mình đặt ở đây là 1C này, mình để ở chế độ ID, nghĩa là nó sẽ check xem là có đúng đúng là không biết 651 hay không. Cái này nó là fill mapping nhé, cái dòng cuối này gọi là fill mapping. Vẽ nhầm tiếp. Cái 12 đến 5 là không nhiều hơn thế. Đây là 17 với 13 nhé. Thì cái fill register 2 ấy là nó sẽ để từ đây. Từ đây cho đến đây. Dưới tương tự. Các quy tắc lọc là do mình muốn, mình sẽ cài như nào.
Chứ ở bên Nhật khi mà mới tạo cốt thì chả có lọc nước gì đâu, nó nhận hết mình. Còn cách cài đặt lọc là do mình, cái quy tắc lọc là do mình đặt ra. Bây giờ bắt đầu mình vào cốt một chút, mình sẽ lưu này lại. Thì ai gen ra cũng được thôi, nhưng mà ở đây mình sẽ trình bày chút về cốt. Cho mình xin khoảng 5 phút. Nãy thì mình có nói qua về cái đề bài rồi, thế các video trước thì mình đã nói qua về đề bài nhưng mà nó chưa được rõ ràng cho lắm, thế là mình sẽ nói lại về cái đề bài cụ thể một lần nữa. Đây mình sử dụng hai cái nút kem, hai cái nút là hai con bọ, hai con điều khiển. Đây đây là một nốt, gọi là nốt 1, và đây là nút 2. Mình chưa sử dụng cảm biến, đọc cảm biến gì ở đây nhé, mà mình mới chỉ nháy led thôi. Tức là khi mà mình nhấn nút ở trên này thì led tương ứng bên này nó sẽ sáng, và mình sẽ cài đặt timer ở bên bên này nhé. Cài đặt timer ở nốt 1, và nốt 1 khi mình bấm ngắt ngoài ở chân 13 xong ấy thì timer sẽ được kích hoạt, và cứ mỗi một giây, cứ khoảng mỗi một giây thì chẳng hạn là nó sẽ gửi một cái data, và cái message đấy nó sẽ được cộng cộng lên cứ 1 2 3 4 tương ứng với các led, nó sẽ nháy 1 2 3 4 chẳng hạn. Đây. Mình sẽ vẽ cụ thể hơn. Cái này là 120 ohm mà không vấn đề gì cả. Đây là mình sẽ nối với các led. Trên con kit nó có sẵn các led đấy, nhưng mình kết hợp luôn, vừa trên bo mình cắm và vừa trên kit có sẵn, thì mình gọi đây là led 1 ở trên kit. Led 3 ở trên kit. Nếu mà bên này gửi data frame và message, nội dung của nó là một, thì cái led 1 ở bên mạch mình cắm này nó sẽ sáng, thì led này nó sẽ có màu vàng, led này sẽ là màu đỏ, thì led này sẽ là màu trắng.
Là cái này sẽ kết nối với con nốt thứ hai này. Nốt một cũng sẽ có tương ứng các led này, nhưng mình không vẽ đấy nhá, tại vì mình không dùng tới. Đây á, mình sẽ tóm tắt lại. Tóm tắt lại đây. Nốt 1 và nốt 2 giao tiếp với nhau bằng kem. Message có dạng là standard kem. Ok. Nốt nốt 1 sẽ cứ 1 giây. Cứ khoảng cho là khoảng 1 giây đi, mình cũng hơi gà về tham mơ. 1 giây nó sẽ gửi một tin nhắn tới nốt 2, và chắc chắn là nốt 2 nó chỉ lọc, nốt 2 sẽ lọc only. ID mà nốt nốt 1 gửi tới. Nếu nốt 1 gửi ID, nốt 2 chắc chắn sẽ nhận ID của nốt 1. Nếu mà có nốt thứ 3 ấy, nốt thứ 3 sẽ không nhận, nó sẽ không gửi được cái message đấy tới ấy, cái là nốt 2 được, vì nốt 2 nó sẽ lọc và nó thấy ID này không phải là ví dụ không biết 651 chẳng hạn. Nó sẽ biết không phải có 651 thì nó sẽ bỏ, nó sẽ không đọc cái message từ nốt 3 gửi tới. Chỉ có nốt 1 gửi ID là 0x651 65D chẳng hạn thì nốt 2 sẽ đọc thôi, nó sẽ xử lý thôi. Bằng 1 thì vàng sáng. Đỏ sáng. Trắng sáng. Rồi, nếu mất bằng 4 thì sao? Không có led nào sáng cả. Về đây mình dùng tiếng Việt cho nên là cái chữ sáng này nó bị mất cái chữ S ấy. Mất cái dấu sắc. Nó không sao. Mình sẽ sử dụng ngắt. Tức là khi mà gửi gửi đi thành công ấy thì nó cũng báo ngắt. Khi mà nó chiếm FIFO ấy, khi mà nhận xong nó chiếm lọc ok rồi, nó sẽ chiếm FIFO và nó sẽ báo ngắt. Timer cũng dùng ngắt, cứ mỗi 1 giây nó sẽ ngắt và nó sẽ gửi cái data frame. Tại sao lại timer 6 mà không phải timer 1 hay là timer gì đấy đó? Bởi vì timer nó sẽ có 3 loại timer chính là basic timer, general purpose timer và advanced timer. Thì mình đang dùng basic timer, thì trên con STM-F4 này nó chỉ có timer 6 và timer 7 là basic timer thôi. Này, thậm chí là nhìn vào cái danh mục này mình cũng có thể thấy luôn. Họ hỏi luôn cho mình là cái timer 6 và timer 7 là basic timer, mình không cần phải mở, không cần phải tìm kiếm cái bảng gì đó. Nó có cái bảng nhưng mà mình thấy ở đây là họ ghi hẳn là basic timer rồi. Thì basic timer nó cũng có vài chức năng đơn giản thôi, nhưng ở đây mình dùng cái định giờ, cái hẹn giờ, cứ 1 giây mình ngắt 1 lần. Nốt 2 là không cần quan tâm đến cái timer nhé. Mặc dù là hai cái là chung cốt nhưng mà tương ứng với từng nốt mình có thể xóa đi từng đoạn mà cái nốt kia không cần tới cũng được. Ví dụ cái ngắt timer 1 này, ngắt timer 6 này dành cho nốt 1 thôi, nốt 2 không cần thấy ngắt này cũng được, mình xóa đoạn cốt dành cho ngắt cũng được, không ảnh hưởng gì cả. Tại vì nốt 2 đâu có cần tới ngắt ngắt timer này, mà nốt 1 cần cái ngắt timer thôi.
Tiếp theo là đến cái ngắt dành cho quan trọng nhất là cái ngắt ban đầu ấy. Đầu tiên là khi mình nhấn nút đúng không? À, chính là ngắt ngoài. Thì ở đây mình dùng cái ngắt chân số 13 có sẵn ở trên bo, có sẵn ở trên kit. Và cái ngắt ngắt khi gửi thành công và ngắt khi Ken gửi thành công nhé, Ken tế và ngắt khi Ken rới gửi nhận thành công. Ok, ở video tiếp theo thì mình sẽ trình bày cụ thể vào code, về code và mình demo. Ok, mình sẽ kết thúc video này ở đây.